Hello các anh chị các bạn. Mỗi khi tới đến xuân về thì ngoài cái việc mà chăm sóc cây hoa cảnh như cây mai, cây hoa giấy thì có một cái loại cây nữa mà mọi người cũng rất là thích chơi, đúng không? Muốn chơi nhưng mà làm sao để cho nó ra hoa thì không phải ai cũng biết làm. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các chị các bạn về cái cách chăm sóc cây lạc vườn để tìm hiểu sâu hơn về cách chăm sóc cây lạc vườn trong chậu. Đây, trong chậu các bạn như thế nào để cho ra hoa đẹp và gần Tết thì mình mời một cái chuyên gia về cây cảnh để chia sẻ cho các chị các bạn nhé. Thì chúng ta cũng sẽ gặp lại chú Tư Thành, chú là người mà chăm sóc cây hoa giấy ở video clip trước mà đã giới thiệu các chị các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ gặp lại chú Tư Thành, chú sẽ chia sẻ cho các chị các bạn về cách chăm sóc cây lạc vườn nhé. Đây là cây lạc vườn mà các chị các bạn thấy rồi, cái độ tuổi của nó là mười mấy năm các anh chị. Đây, nghe chú Tư Thành bảo là 20 năm rồi các chị, mà cái gốc nó như này thôi. Nhưng các chị các bạn thấy không? Nó sống ở trong chậu gốc. Mình coi nó bằng cầm tay thôi các chị, đây bằng cầm tay không nhưng mà nó đã là 20 năm các chị, đây 20 năm rồi đó. Và nó ra rất nhiều đợt hoa, mỗi lần đợt hoa rất là sung các chị. Vườn lọc vườn rất nhiều cây thì bây giờ mình sẽ quay lại với gặp chú Tư Thành để chú Thành chia sẻ cho các chị các bạn nhé. Rồi mình sẽ gặp chú Tư Thành để chú Thành chia sẻ về cây chăm sóc cây lọc vườn các chị các bạn. Rồi đây là chú Tư Thành đây. Alo, xin chào các bạn. Thì nói chung là cái cây lọc vườn mà nằm trong chậu thì phải nói là chúng ta chăm sóc cho nó ra hoa rất khó. Thường thường cây lọc vườn nó ra hoa vào cái mùa hè hoặc là coi như vào trong cái tháng 11 của dương lịch. Chứ ít khi mà nó ra vào trong cái dịp Tết. Nếu chúng ta phải nói rằng đi sâu về cái vấn đề di tâm một tí thì coi như là nếu thời mình tới thì nó sẽ ra vào đúng trong cái dịp Tết. Cũng như đây các bạn thấy coi như là cái chậu này nó mới vừa ra chín đây là trong năm nay, còn toàn bộ mấy chậu kia thì nó ra vào trong tháng 11 và coi như là tháng 4 tháng 5 của mùa hè. Chỉ đặc biệt cái chậu này bắt đầu ra chín năm nay nhưng nó mới 2 chành bông thôi đó. Hy vọng là coi như là sang năm là coi như nó sẽ ra xum xuê hơn. Thì nói chung là cách chăm sóc của nó là coi như là trong chậu rất khó để cho nó ra bông, là coi như đúng cái thời gian là chúng ta có ước muốn thì rất khó chứ không phải là dễ đó. Như vậy có cái bí kíp nào hoặc là có cái điều nào mà có thể giúp cho cái cây lọc vườn mà ra theo ý muốn không chú Tề? Nói chung là khó lắm. Nếu mà mình nói về vấn đề là duy tâm á, thì chúng ta cái thời chúng ta đến thì tự nhiên nó sẽ ra vào trong ý muốn của mình Còn không thì nó chỉ vào trong mùa hè hoặc là coi như trong vòng tháng 11, tháng 9 của dương lịch chứ không bao giờ nó ra đúng vào cái dịp Tết. Nếu vậy cái bụi chúng ta làm ăn ngon lành thì nó sẽ và nó ra trúng vào dịp Tết. Các bạn nghe ha, cái cây lạc vườn là một cây mà để chân trong dịp Tết cực kỳ là nó có hoa, là cực kỳ là không phải là dễ dàng gì đâu các bạn. Nếu để mà chăm sóc được ra hoa thì đòi hỏi là cái người chơi á là không phải là biết nắm về kỹ thuật, vẫn về chế độ nước tưới hay tất cả mọi thứ đâu, mà nó còn phụ thuộc vào một cái tâm linh nữa. Tức là ai sở hữu cái cây mà lọc vườn mà nó có hoa và dịp Tết thì thật sự cái thời vận cũng đã tới rồi các bạn. Thì đây các bạn hãy nhìn xem cây này nè. Chú tôi ơi, cây này là khoảng bao nhiêu năm rồi chú tôi? Coi như là cây này là khoảng 18 năm rồi. Cây này khoảng 18 năm tuổi rồi các bạn. Các bạn đã coi nè, cái đường kính gốc của nó nè. Đường kính gốc khoảng coi như mười mấy phân thôi. Đây, mười mấy phân thôi. Thật ra cái cây này theo cái chia sẻ của chú Tư là cái cây này chú đang định muốn là tạo cho nó một cái thế, nhưng mà do là cái nó chưa đủ tán với lại chưa đủ cây cành thì cũng chưa cắt tạo tán nên hiện tại đang vẫn để cái cây như thế này đó. Nhưng mà chú cũng nói rằng nếu như ai mà có duyên mà muốn sở hữu những cái cây lọc vườn như thế này, đây là những cái gốc lọc vườn mà toàn thà là mười mấy 20 năm không các bạn, cũng nhiều lắm, mười mấy 20 năm lần. Thì ai muốn sở hữu những cây lọc vườn như thế này để mà để chân trong nhà mình thì có liên hệ với chú Tư nhé. Rồi trả số điện thoại luôn, coi như là 036 số điện thoại của chú Tư 036 311 7143. Rồi số điện thoại của chú Tư là nó kèm ở trên màn hình các bạn nhé. Có gì các anh chị các bạn cứ liên hệ với chú Tư để chú Tư sẽ tư vấn thêm cho các anh chị các bạn dễ hiểu hơn. Và muốn các bạn muốn sở hữu cây lọc vườn với những cái cây mà có tuổi đời cao mà nó nhỏ kích thước ở trong chậu như thế này để mình có thể trồng bonsai thì các anh chị các bạn hãy liên hệ với số điện thoại mình đang để trên màn hình, đang chạy trên màn hình. Các bạn cứ liên hệ theo đó thì chúng tôi sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho các anh chị các bạn. Rồi,
Xin chào các bạn nha. Nếu anh chị và các bạn xem video này hay và ý nghĩa thì hãy like và share cho mọi người cùng xem. Và nhớ ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video từ Ngọc Khang Gia Đình TV nhé. Và ngày hôm nay Ngọc Khang Gia Đình TV cũng xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở video clip lần sau. Xin chào.